thử thử xem từ đó có nghĩa là gì. Đối với một số người, điều đó có thể có nghĩa là nhanh chóng xem qua một bộ flashcard theo chủ đề lịch sử hoặc cố gắng tiếp cận tảng đá sáng bóng đó từ độ sâu của hồ mà bạn đến thăm vào mỗi mùa hè. Nhưng đối với những người khác, nó có thể có một ý nghĩa sâu sắc hơn, kéo tất cả những người đi đêm chỉ để giành được 50% trong một trận chung kết và bị la mắng vì không cố gắng đủ. Thế hệ này một số người lớn có thể thắc mắc định nghĩa tôi đang cố gắng của bạn. Bạn có thể cố gắng hết sức, đổ mồ hôi và nước mắt chỉ để rơi vào hố của sự thất bại, và bạn có thể không muốn chui ra khỏi cái hố mà bạn biết rằng mình sẽ lại rơi vào một lần nữa. Sau đó, bạn có những quyết tâm của năm mới. Ba từ vừa truyền cảm hứng vừa khiến bạn vỡ vụn. Một số đạt được mục tiêu của họ và những người khác tìm thấy nhiều sai sót hơn để thêm vào danh sách không bao giờ thay đổi của họ về sự bất an và sai sót. Một giải pháp tốt cho năm mới là gì? Một cái gì đó dường như không thể, giảm 100 cân. Một cái gì đó ngớ ngẩn như bước ra khỏi giường để ăn một bữa ăn. Nó có phải có ý nghĩa đối với người khác cũng như đối với bạn không? Những người khác sẽ coi nó là vô nghĩa. Hay một giấc mơ không thể thực hiện được, xa rời thực tế lý tưởng để vươn tới. Một số người có thể nói rằng toàn bộ ý tưởng về nghị quyết năm mới là một sự lãng phí công sức. Một nỗ lực có thể dễ dàng tránh được với sự quay đầu của một cậu học trò. Bạn đã đặt ra bao nhiêu mục tiêu cho mình trong năm nay, bạn đã hoàn thành được bao nhiêu mục tiêu? Năm nay mục tiêu cá nhân của tôi chỉ là cố gắng. Không phải để giảm cân như tôi vẫn thường bị áp lực, hay phải diễn trước tuổi, như một số người lớn mắng tôi phải làm. Không thành vấn đề nếu tôi trượt tiếng Anh 11, hoặc nếu tôi phá vỡ kỷ lục, đừng khóc và hãy để họ đến với bạn. Tôi chỉ cần phải cố gắng. Những tháng ngày dài, và áp lực còn dài hơn, nhưng tất cả những gì tôi phải làm là cố gắng. Tôi mới, một người có thể thử, không bị áp lực, không bị ép buộc, không còn thức cả đêm để cố gắng vượt qua một chủ đề vắt óc tôi, không tha thứ cho một thành viên trong gia đình đã phá vỡ sự tin tưởng của tôi. Không còn đấu tranh cho người khác, tôi sẽ chỉ cố gắng cho bản thân mình. Một số người có thể gọi tôi là ích kỷ vì muốn loại bình yên đó, thứ mà bạn có thể để lại cho người khác những lời nói. Và những suy nghĩ lý tưởng về tôi ở phía sau, tôi không chắc liệu điều đó có bao giờ xảy ra hay không, có lẽ đó sẽ là một trong những mục tiêu của tôi khi tôi có nguồn năng lượng vô tận để làm hài lòng tất cả mọi người mà tôi đã gặp. Không được cho ai thấy tôi thực sự là ai, bởi vì không ai có thể chấp nhận điều đó không được coi là đủ tốt đối với những cô gái tóc vàng mặc áo ống sẽ chế nhạo sau lưng tôi. Hoặc những người lớn phớt lờ tôi và ý kiến của tôi bởi vì, bất cứ ai dưới 25 là ngu ngốc và ý kiến của họ không quan trọng, cuộc sống tự nó có thể tạo ra hoặc phá vỡ một ai đó. Một số có thể không bao giờ đạt được mục tiêu của họ, và những người khác thì không. Một số thậm chí có thể cần trợ giúp để tìm đường, và những người khác là số ít đáng tin cậy sẽ hướng dẫn họ. Tôi thực sự nghĩ rằng các nghị quyết cho năm mới không phải về những gì bạn có thể làm và không thể làm, mà là những gì bạn nghĩ rằng bạn có khả năng cố gắng với tư cách là một người, và những gì bạn sẽ làm để cố gắng. Rất nhiều người nghĩ rằng đó là thay đổi bản thân, có thể là do bạn tưởng tượng hoặc tính cách, nhưng thay vì tập trung vào tất cả những điều họ không có, họ nên nhận ra tất cả những điều họ đang có. Điều khiến mọi người trở nên khác biệt theo cách riêng của họ, vẻ đẹp thực sự của con người là khi họ khám phá ra con người thật của bản thân chứ không phải chiếc mặt nạ nhựa xỉn màu mà họ mang theo trong túi. Bản thân tôi cũng mang một cái, tôi vẫn đang cố gắng cho qua, có thể một ngày nào đó. Nhìn lại, ngay tại đây vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 2:59 chiều khi tôi nhập nội dung này, tất cả những gì cần nhớ từ năm ngoái là tôi đã cố gắng. Nó có thể là một thất bại đối với người khác, nhưng nó đã trở thành niềm tin đối với tôi. Vì vậy, thay vì suy nghĩ về chế độ ăn kiêng đó, hoặc về việc bạn sẽ thay đổi tiếng cười của mình như thế nào vì những người khác nghĩ rằng nó đang gây ồn ào, hãy tự nhủ với bản thân rằng hãy cố gắng. Tại cái gì, chỉ người đọc cái này mới trả lời được. Tôi không giỏi giả định đó phải là điều tôi nên tự hào, nhưng mọi người nên cố gắng. Không phải thất bại, không phải thành công, nhưng hãy cố gắng. Thử xem, bây giờ chỉ cần cố gắng không nửa mông một cái gì đó có ý nghĩa đối với bạn, hoặc chỉ có ý nghĩa nói chung. Chỉ cố gắng có nghĩa là đạt đến giới hạn của bạn. Không phải mẹ bạn, không phải kẻ bắt nạt bạn, và không phải bất kỳ người nào sẽ không ghi nhớ những từ tôi đã cố gắng, chỉ vì bạn chưa đạt được điều bạn muốn chạm vào. Làm việc với tốc độ phù hợp với bạn, đặt mục tiêu cho bạn chứ không phải cho bất kỳ ai khác. Cuộc sống có vẻ dài và là một cuộc đấu tranh nhiều hơn là một chuyến đi vui vẻ, nhưng cuối cùng bạn chỉ có được một cuộc đời. Không phải ba, không phải chín, chỉ một. Một cuộc sống không nên tràn ngập sự căm ghét hay bất an của bản thân.
cố gắng vì bản thân là điều tôi đã nghĩ đến trong nhiều năm, nhưng mục tiêu của tôi luôn trở thành những gì người khác muốn ở tôi. Sống tử tế hơn, giảm cân, sống có trách nhiệm hơn, đừng lười biếng, sống có ích, vội vàng chọn nghề, tôn trọng những người ngay cả khi họ không tôn trọng bạn. Cha mẹ luôn đúng, đừng ăn quá đà, danh sách có thể đi tiếp. Nó đã và vẫn còn nặng trong tâm trí tôi, và đôi khi nó làm tôi khó chịu. Try, what does that word mean? To some, it may mean quickly looking over a set of history-themed flashcards, or attempting to reach that shiny rock out of the depths of the lake you visit each summer. But to others, it may have a deeper meaning, pulling all-nighters only to get a 50% on a final and get yelled at for not trying hard enough. This generation, some adults may question your definition of, I'm trying. You may try your hardest, blood, sweat and tears, only to fall into the pits of failure. And you may not want to crawl out of that hole you know you will end up in once again. Then you have New Year's resolutions. The three words that both inspire and cause you to crumble away. Some reach their goals and others find more flaws to add to their never-changing list of insecurity and flaws. What is a good New Year's resolution? Something that seems impossible, losing 100 pounds? Something as silly as getting out of bed to eat a meal? Does it have to be as meaningful to others as it is meaningful to you? Will others refer to it as meaningless? Or an impossible dream, too far away from the ideal reality to reach? Some may say the whole idea of the New Year's resolution is a waste of effort. An effort that can easily be avoided with the turn of a pupil. How many goals have you set for yourself this year? How many have you accomplished? This year my personal goal was just to try. Not to lose weight like I was often pressured to, or to act my age like some adults scolded me to do. It didn't matter if I failed English 11, or if I broke my don't cry and let them get to you record. I just had to try. The months were long, and the pressure even longer, but all I had to do was try. The new me, someone who could try. Not pressured, not forced. No more all-nighters to try and pass a topic that squeezed at my brain, not to forgive that one family member that broke my RAN with my trust. No more struggling for others. I would just try for myself. Some may call me selfish for wanting that kind of peace, the one where you can leave others' words and ideal thoughts about me behind. I'm not sure if that will ever happen. Maybe that would have been one of my goals back when I had the endless energy to please everyone I came across. Not to show anyone who I really was, because no one could accept just that. It was not deemed good enough to the blonde girls in tube tops who would snicker behind my back, or the adults who would ignore me and my opinions because anyone under 25 is stupid and their opinions do not matter. Life itself can make or break someone. Some may never reach their goals, and others will. Some may even need help finding their way, and others are those reliable few that will guide them. I honestly think New Year's resolutions are not about what you can and cannot do, but what you think you are capable of trying as a person, and what you would do to try. A lot of people think it is about changing yourself, maybe your imagine or personality, but instead of focusing on all the things they are not, they should realize all the things that they are. The things that make everyone different in their own ways, the true beauty of humans is when they discover themselves for who they really are, and not the dull plastic mask they carry in their pockets. I myself carry one, I am still trying to let it go, maybe one day. Looking back, right here on January 4, 2021 2:59 p.m. as I type this, all that needed to be remembered from last year was that I tried. It may have seemed like a failure to others, but it had become faith for me. So instead of going into the new year thinking about that diet, or about how you're going to change your laugh because others think it's too loud, tell yourself to try. At what? Well, only the person reading this can answer that. I'm not good at assuming, it should be something I should be proud of, but everyone should try. Not fail, not succeed, but try. Just try. Now just try does not half-ass something meaningful to you, or just meaningful in general. Just trying means reaching your limits, not your mom's, not your bullies, and not any person who won't take the words I tried to heart just because you have not reached what you want to touch yet. Work at a pace that works for you, make goals that are for you, not for anyone else. Life may seem long and a struggle more than a joy ride, but in the end you only get one life. Not three, not nine, just one. A life that shouldn't be filled to the brim with self-hate or insecurities. Trying for myself has been something I have been thinking about for years, but my goals always turned out to be what others wanted out of me. Being a kinder person, losing weight, being more responsible. Stop being lazy, be productive, hurry and choose a career, respect those even if they don't respect you, parents are always right, don't overeat, the list could go on.
It was and still is heavy in my mind, and sometimes it bothers me th.